hấp dẫn nhé. Cảm ơn các bạn. Đó là sự chào mừng của bạn Dika và cuối cùng là bạn Kilo. Một tràng pháo tay nào các bạn ơi. Đó là Kilo mũm mĩm. Tớ rất thích nấu ăn và thật thà, tốt bụng. Đặc biệt, tớ rất thích ăn chuối đấy nhé. Chiếc mũi của tớ có thể ngửi được những khó khăn đấy các bạn ạ. Sau khi chơi đùa cỏ thích tại Tini, các bạn đừng quên ghé qua làng Lót, nơi có bắp rang và sức thơm lừng để nạp thêm năng lượng nhé. Đâu. Rồi, các bạn nhỏ cho bốn bạn nhỏ của chúng ta một tràng pháo tay nữa nào. Rồi nha, và bây giờ chú xin mời các bạn nhỏ của chúng ta lùi xuống sân khấu 5 bước giúp chú nha. Quý vị phụ huynh chúng ta vui lòng đứng hai bên để nhường không gian cho các bé có thể tham gia chương trình Tini Dancing được thoải mái à. Rồi mấy bạn nhỏ của cô mình lùi xuống nè. Lùi xuống, lùi xuống. Rồi anh chị phụ huynh thì chúng ta đứng hai bên giúp em à. Mấy con phải lùi xuống thì một xíu mình nhảy mới có không gian rộng rãi được. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn chương trình ngày hôm nay nha. Rồi các bạn nhỏ ơi, tay trái đâu? Tay trái đâu nào? Tay phải đâu? Rồi cho một tràng pháo tay thật lớn để bắt đầu chương trình nào. Rồi chúng ta lùi xuống giúp chú đi, lùi xuống. Rồi mấy bạn nhỏ ở trên mình lùi xuống giúp cô nha. Không là mấy bạn ở trên đây mấy bạn giòn, mấy bạn không chịu nhảy luôn nè. Bạn nhỏ nào mà lên sân khấu là chú bắt chú nhốt ở đây luôn, không cho về luôn. Rồi xin mời âm nhạc nào, bài hát đầu tiên nha. Các bạn nhỏ sẽ nhảy theo bốn bạn nhỏ đến từ hành tinh Tini và các cô chú ở trên đây nữa nha. Xin mời âm nhạc ạ.